đừng tiếc like và comment khi xem video này. Tử vi tuần mới từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 10 năm 2018 của 12 con giáp Ngọ gặp tai họa, Sửu vướng thị phi. Theo dõi tử vi tuần mới của 12 con giáp, người tuổi Mão hung vận khá lớn. Chính vì thế mà con giáp này khó đạt được hết những điều mình mong muốn. Về đường tình duyên vẫn chưa có gì khởi sắc. Bản mệnh và người ấy tạm thời đình chiến nhưng không biết khi nào mới hóa giải được mâu thuẫn. Một là tử vi tuần mới cho người tuổi Tý. Từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 10 năm 2018, theo dõi tử vi hàng tuần, hung vận lấn át cát vận, khiến cho người tuổi Tý khó lòng có thể được hết được điều mình muốn. Thiên cẩu hung tinh báo hiệu rằng bản mệnh đang lọt vào tầm ngắm của kẻ tiểu nhân, khiến cho con giáp này có thể vì thế mà chịu liên lụy lớn. Đầu tuần, tuy công việc không được suôn sẻ cho lắm, nhưng cũng đừng vội tuyệt vọng bởi mọi chuyện hoàn toàn có thể thay đổi khi mà đúng thời điểm. Càng về cuối tuần, thì ấn quan hiện lực sẽ giúp cho con giáp này thực hiện được những điều mình muốn. Chuyện tình cảm lại lâm vào bế tắc khi mà bạn và đối phương đều giữ cái tôi quá lớn. Chúng ta vẫn cần sự nhượng bộ, nhẫn nhịn. Bên cạnh tình yêu, hai người khác biệt hoàn toàn với nhau không phải là dễ dàng để có chung sống bên nhau lâu dài, càng không nói đến chuyện ở bên nhau đầu bạc răng long. Thực thần vừa mang tiền bạc về nhà thì kiếp tài lại ngáng trở. Con giáp này không hài lòng với những gì mình đang có, nhất là khi tiền bạc theo hung tinh kia không ngừng chạy mất. Sức khỏe cũng không đủ đảm bảo nên tuổi Tý có thể sẽ cần đến sự trợ giúp của bạn bè xung quanh. Tử vi về tuổi Giáp Tý là mệnh kim, tiểu nhân rình rập hãm hại. Tử vi về tuổi Bính Tý là mình thủy, chuyện tình cảm nhiều điều khó nói. Tử vi về tuổi Mậu Tý mình hỏa, tiền bạc khi có khi không. Tử vi về tuổi Canh Tý là mình thổ, tài khí khó tụ. Tử vi về tuổi Nhâm Tý là mình mộc, cần phải hy vọng vào tương lai. Hai là tử vi tuần mới cho người tuổi Sửu. Từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 10 năm 2018, về đường tình duyên, vượng phát, người tuổi Sửu có thể đạt được những bước tiến khá lớn trong mối quan hệ tình cảm của mình. Đôi bên thấy được tình cảm của mình dành cho đối phương cũng cảm thấy an toàn khi ở bên người ấy. Quyết định nâng cấp mối quan hệ, hãy đọc thêm Ân Tình Đôi Lứa với 6 vật phẩm phong thủy, vượng nhân duyên. Về đường công danh và sự nghiệp, có tin vui báo về thăng quan tiến chức khi mà ấn quan hiệp giúp sức, giúp cho tuổi Sửu thực hiện được những mong ước, tham vọng của mình. Tuy nhiên, vận may chỉ có trong khoảng thời gian đầu tuần, bản mệnh nên chú ý tiến hành những công việc quan trọng vào thời điểm này. Từ giữa tuần trở đi, vận trình giảm sút, thiên quan mang đến những tin đồn thị phi, làm sai lệch, tin ảnh hưởng đến uy tín của bản mệnh, người tuổi Sửu phải mất nhiều công sức để bình lặng mọi chuyện. Cũng may có quý nhân thiên đức luôn ở bên nên không chịu thiệt hại quá lớn. Về đường tài lộc khá ổn định, cả chính tài và thiên tài cũng xuất hiện. Con giáp này có thể sẽ đạt được những nguồn thu khá lớn trong tuần. Tuy nhiên, điều đó đòi hỏi bản mệnh phải hy sinh thời gian riêng tư cùng những sở thích cá nhân của mình, không được rảnh rang như bình thường. Tử vi của tuổi Ất Sửu là mình kim, tiền bạc không phải là vấn đề. Tử vi về tuổi Đinh Sửu là mình thủy, sự tin tưởng là điều không thể thiếu. Tử vi về tuổi Kỷ Sửu là mình hỏa, công danh cực kỳ vượng. Tử vi về tuổi Tân Sửu là mình thổ, đạt được những bước tiến lớn. Tử vi về tuổi Quý Sửu là mình mộc, vợ chồng hòa thuận, không gây điều tiếng. Ba là tử vi tuần mới cho người tuổi Dần. Từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 10 năm 2018, theo tử vi khoa học thì trong tuần này có bạch hổ hung tinh chiếu mệnh, người tuổi Dần đường tình duyên không được thuận lợi cho lắm. Điều này có thể ảnh hưởng đến tinh thần của bản mệnh, khiến cho con giáp này thấy mệt mỏi, dễ gặp phải chuyện không hay. Người ấy và bạn không ngừng xảy ra mâu thuẫn, đôi bên không chịu được việc đối phương không dành hết sự quan tâm cho mình, đòi hỏi phải có được sự chú ý toàn diện. Nhưng đó có thể là yêu cầu quá đáng khi giờ đây ai cũng có rất nhiều mối quan tâm ngoài tình yêu. Đầu tuần là cơ hội để con giáp này có được vận may về tài lộc, thiên tài giúp sức cho người tuổi Dần tìm được thời cơ khi mà không ai tìm thấy được, lại mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm nên tài lộc cứ thế theo nhau chảy vào túi, không cần phải lo lắng về vấn đề tài chính. Tuy nhiên, con giáp này cần đề phòng thời điểm cuối tuần có kiếp tài giáng họa, tiền bạc có thể hao hụt khá nhiều, tuổi Dần nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định chi tiêu hay mua sắm nếu là
thứ thực sự cần thiết thì hãy xuống tay, nếu không thì dễ tán tài tán lộc. Tử vi về tuổi Giáp Dần là mình thủy, chớ nên suy nghĩ quá nhiều, chuyện đâu sẽ vào đó. Tử vi về tuổi Bính Dần là mình hỏa, cuối tuần đề phòng họa phá tài. Tử vi về tuổi Mậu Dần là mình thổ, nhiều chuyện cần phải bình tĩnh mới giải quyết được. Tử vi về tuổi Canh Dần là mình mộc, đầu tuần tài lộc dồi dào. Tử vi về tuổi Nhâm Dần là mình kim, công việc không được như ý. 4. Tử vi tuần mới cho người tuổi Mão, từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 10 năm 2018. Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, người tuổi Mão hung vận khá lớn. Chính vì thế mà con giáp này khó đạt được hết những điều mình mong muốn. Đường tình duyên vẫn chưa có gì khởi sắc, bản mệnh và người ấy tạm thời đình chiến, nhưng không biết khi nào mới hóa giải được mâu thuẫn. Công việc cũng không đi đến đâu và đâu, thương quan ngáng trở khiến cho con giáp này thiếu tập trung vào công việc. Điều này có lẽ do bản mệnh để cho chuyện tình cảm lấn lát lý trí mà quên mất rằng mình cần phải làm những điều mình cần làm trong khoảng thời gian cho phép. Riêng đường tài lộc có tử vi cát tinh trợ lực nên mới có được vận trình tươi sáng, bản mệnh có thể dễ dàng đạt được những điều mình muốn mà không cần phải cố gắng nỗ lực hay quá nhiều. Quý nhân trợ vận, làm gì cũng dễ dàng thành công. Thực thần mang theo tin vui về tiền bạc, nhất là với những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán, con giáp này tận dụng lợi thế của mình nên phát huy hết sức được thế mạnh mình đang có, đảm bảo cho thu nhập ổn định, các khoản thu khác cũng không ngừng tăng tiến. Nhớ tham khảo cửu cung phi tinh năm 2019, cát hung ngay trong tuần, ngay trong tầm tay. Tử vi về tuổi Ất Mão là mình thủy, đầu tuần tài lộc dồi dào. Tử vi về tuổi Đinh Mão là mình hỏa, công việc không được suôn sẻ. Tử vi về tuổi Kỷ Mão là mình thổ, đề phòng phạm phải sai lầm. Tử vi về tuổi Tân Mão là đường tình duyên chắc trở. Tử vi về Quý Mão là mình kim, chưa chắc làm được điều mình muốn. Năm là tử vi tuần mới cho người tuổi Thìn, từ ngày 15 đến ngày 21 năm 2018. Với người tuổi Thìn thì tuần 42 này là thời điểm vận trình thăng trầm bất định, nhưng về cơ bản thì tin vui vẫn nhiều hơn tin buồn. Mở đầu là chuyện tình cảm giữa bản mệnh và người ấy có những điềm báo khởi sắc, những hiểu lầm đã được hóa giải, tình cảm càng thêm nồng nàn. Về tài lộc khá vượng, nhất là vào thời điểm cuối tuần, chẳng những chính tài và cả thêm thiên tài cũng góp mặt báo hiệu rằng không chỉ những người làm công ăn lương mà cả những người kinh doanh buôn bán cũng sẽ được nhiều may mắn trên con đường tìm kiếm tài lộc cho mình. Có điều trong tháng có đại hao hung tinh rình rập nên có thể có những vấn đề ngoài dự kiến phát sinh, khiến cho mọi chuyện đi theo hướng mà tuổi Thìn không thể nào quyết định được. Những khi ấy bản mệnh cần phải bình tĩnh và sáng suốt thì mới không đưa ra những quyết định sai lầm. Về công việc phát triển khá tốt, ấn quan kết hợp lại với nhau tạo nên sức mạnh khá vững chắc cho người tuổi Thìn tiến bước lên đỉnh cao danh vọng. Song giữa tuần có điềm báo họa tiểu nhân ập đến, cần thận trọng trong lời ăn tiếng nói cũng như hành động của chính mình. Tử vi về tuổi Giáp Thìn là mình hỏa, đạt được những thành công mới. Về Bính Thìn là mình thổ, cẩn trọng kẻo mất tiền. Về Mậu Thìn là mình mộc, cuối tuần tài vượng đừng bỏ lỡ. Về Canh Thìn là mình kim, đầu tuần có những ý tưởng mới mẻ. Về Nhâm Thìn là mình thủy, đừng ngại đưa ra ý kiến của riêng mình. 6 là tử vi tuần mới cho người tuổi Tỵ, từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 10 năm 2018. Xem tử vi tuần 42, người tuổi Tỵ đang gặp khá nhiều may mắn. Điểm sáng lớn nhất trong tuần có lẽ chính là đường tài lộc, với những điểm báo tin vui trải dài từ đầu tuần tới cuối tuần, báo hiệu tài lộc không ngừng đổ về túi con giáp này. Tuy nhiên có tiểu hao hung tinh ở bên gây ra những chuyện phá tài, song đây chính là những lần phá tài nhỏ, bản mệnh hoàn toàn có khả năng giải quyết mà không gặp phải rắc rối nào. Nhưng không phải lần nào cũng may mắn vậy, bản mệnh nên tìm hiểu xem về vấn đề nằm ở đâu. Công việc của con giáp này cũng đang đặt ra nhiều thử thách. Tiếp nối tử vi tuần trước, thiên quan kéo theo tiểu nhân giáp mưu phá hoại những công sức mà con giáp này dày công xây dựng. Kẻ tiểu nhân khó lòng buông tha mà chỉ khiến cho mọi chuyện càng ngày càng tồi tệ thêm mà thôi. Chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ không có nhiều biến động, người ấy vẫn đang dành cho bạn thêm thời gian để tìm hiểu cả về hai. Dù có những lúc cảm thấy nản lòng, nhưng bạn biết tình yêu có thể vượt qua tất cả mọi khó khăn phía trước. Hãy thử tìm hiểu vợ chồng mệnh gì kết hợp với nhau thì đại cát đại lợi nhé.
Tử vi về tuổi Ất Tỵ là mình hỏa, tài lộc dồi dào ngoài sức tưởng tượng. Tử vi về tuổi Đinh Tỵ là mình thổ, đầu tuần đề phòng họa tử nhân. Tử vi về tuổi Kỷ Tỵ là mình mộc, công việc nhiều trở ngại. Tử vi về tuổi Tân Tỵ là mình kim, cần có chính kiến của riêng mình. Tử vi về tuổi Quý Tỵ là mình thủy, đừng đánh giá người khác quá khắt khe. 7. Tử vi tuần mới cho người tuổi Ngọ, từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 10 năm 2018. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Ngọ. Tuy tuần này hung vận không quá lớn, nhưng bản mệnh vẫn cần phải đề phòng những tai họa có thể xảy ra, nhất là khi ngũ quỷ hung tinh ở bên rình rập, khiến cho sức khỏe của bản mệnh không được tốt cho lắm. Về vận trình công danh và sự nghiệp, thăng trầm bất định. Mới hôm trước đó còn có chính quan ở bên bảo vệ, nhưng khi mà cát thần này biến mất thì có thể thế chủ động sẽ rơi vào tay của kẻ tiểu nhân kia. Tốt nhất tuổi Ngọ nên học cách ứng phó những tình huống nguy hiểm trước là hơn. Về đường tài lộc cực kỳ vượng phát, là điểm mà người tuổi Ngọ vô cùng tự hào. Con giáp này biết rằng mình đã hy sinh rất nhiều trong thời gian, công sức và tiền bạc có thể kiếm được kết quả như hôm nay, xứng đáng được vinh danh trên con đường tài lộc sau bao khó khăn vượt qua. Người độc thân trong tuần này có nhiều cơ hội gặp gỡ người khác phái. Tuy nhiên, để xét có trở thành tình yêu được hay không còn tùy thuộc vào chính bản thân của bạn. Bản mệnh cần phải mở lòng mình thì mới có thể đón được tình yêu. Tử vi về tuổi Giáp Ngọ là mình kim, cần phải thoải mái thả lòng mình hơn. Tử vi về tuổi Bính Ngọ là mình thủy, chớ nên mạo hiểm quá mức. Tử vi về Mậu Ngọ là mình hỏa, tiền bạc không phải là vấn đề. Tử vi về tuổi Canh Ngọ là mình thổ, có nhiều cơ hội kiếm tiền. Tử vi về tuổi Nhâm Ngọ là mình mộc, đừng để lỡ thời cơ. 8. Tử vi tuần mới của người tuổi Mùi, từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 10 năm 2018. Theo lịch vạn niên tiết lộ rằng người tuổi Mùi trong tuần này sẽ được sống trong hương vị ngọt ngào vô cùng của tình yêu. Bản mệnh được thái âm cát tinh trợ vận, nữ mệnh của tuổi Mùi sẽ dễ dàng tìm thấy một nửa của đời mình. Chuyện tình yêu phát triển nhanh chóng ngoài mong đợi. Các cặp đôi hiểu rõ tình cảm của đối phương và không thấy có gì khúc mắc trong chuyện tình yêu đôi bên nữa. Những hiểu lầm đã được tháo gỡ. Tuy vẫn có những lúc bạn cảm thấy hơi hoang mang, nhưng có thể vững tin vào những tương lai phía trước, miễn là khi tình yêu vẫn còn. Vận trình tài lộc hanh thông, song bản mệnh nếu có ý định cầu tài chiêu tài thì nên chờ đến cuối tuần, khả năng thành công sẽ cao hơn. Việc thiên tài cho thấy tuổi Mùi có những ý tưởng mới mẻ và độc đáo, nhờ thế mà dễ dàng có được hội phát triển ý tưởng của mình thành hiện thực. Đầu tuần lại có thời điểm mà bản mệnh nên triển khai những công việc quan trọng, bởi chính ấn sẽ che chở cho con giáp này giảm bớt những xui xẻo mà bản mệnh có thể gặp phải. Càng về cuối tuần thì vận trình càng sa sút, chớ nên mạo hiểm làm chi nhé. Tử vi cho tuổi Ất Mùi là mình kim, đầu tuần có nhiều may mắn. Tử vi cho tuổi Đinh Mùi là mình thủy, cuối tuần là cơ hội kiếm tiền. Tử vi cho tuổi Kỷ Mùi là mình hỏa, đừng ngủ quên trên chiến thắng. Tử vi cho tuổi Tân Mùi là mình thổ, làm theo suy nghĩ của mình. Tử vi cho tuổi Quý Mùi là mình mộc, đường tình không có gì trở ngại. 9. Tử vi tuần mới cho người tuổi Thân, từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 10 năm 2018. Theo tử vi 2018, người tuổi Thân trong tuần có dịch mã động tinh, hộ mệnh nên có thể đi đâu làm chuyện tình yêu con giáp này cũng bắt đầu. Có thể đi đâu, chuyện tình yêu của con giáp này sẽ bắt nguồn từ một chuyến xe đi xa. Khi mà tinh thần của người tuổi Thân vô cùng hào hứng, có thể mở lòng mình đón nhận tình yêu. Song dịch mã có thể gây ra nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm của các cặp đôi. Xa mặt cách lòng, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lúc đó chỉ có thể xem tình cảm của hai người lớn đến đâu, có đủ những vững vàng để vượt qua những khó khăn thử thách đang đặt ra trước mắt hay không mà thôi. Đầu tuần có họa kiếp tài ngáng trở, bản mệnh nên thận trọng những quyết định đầu tư kẻo dễ bị kẻ xấu lừa gạt tiền bạc. Nếu có cơ hội phát tài thì có thể xem xét tình hình cho kỹ càng hơn. Về thiên tài xuất hiện vào thời điểm cuối tuần, bản mệnh nên chăm chỉ dành cho thời gian này để kiếm tiền thay vì nghỉ ngơi quá nhiều. Công việc đạt được những bước phát triển vượt trội sau những cố gắng không ngừng nghỉ của con giáp này. Tuổi Thân đạt thiên ấn trợ vận, bản mệnh không để mình phải bị bó buộc bởi những quy định cứng nhắc mà dám đứng ra đổi mới. Tuy mạo hiểm nhưng nếu thành công thì sẽ mang tới cho nguồn lợi khổng lồ.
tử vi cho tuổi Giáp Thân là mình Thủy, có những hiểu lầm sâu sắc. Tử vi cho tuổi Bính Thân là mình Hỏa, dù không muốn nhưng không thể phản đối. Tử vi cho Mậu Thân là mình Thổ, có những chuyện mà không suy nghĩ sẽ tốt hơn. Tử vi cho tuổi Canh Thân là mình Mộc, cuối tuần sẽ vất vả một chút. Tử vi cho tuổi Nhâm Thân là mình Kim, tiền bạc không quá khó khăn. 10. Tử vi tuần mới cho người tuổi Dậu. Từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 10 năm 2018, xem tử vi tuần mới, người tuổi Dậu trong tuần 42 này hung cát đan xen, đường công danh sự nghiệp vô cùng vượng phát, bản mệnh phát huy được năng lực cá nhân của mình. Chính ấn và chính quan cùng xuất hiện, cho thấy khả năng thăng tiến của con giáp này là rất cao. Tuy có những kẻ ghen ăn tức ở muốn hãm hại người tuổi Dậu, nhưng nhờ có cát tinh Thái Dương bảo vệ nên những vấn đề đó không quá lớn, bản mệnh có thể tự mình giải quyết được những vấn đề bất ngờ phát sinh. Nhất là nam mệnh dựa vào cơ hội này mà tỏa sáng trong mắt mọi người. Về đường tình duyên, tuy vẫn có những vướng mắc giữa bản mệnh và người ấy nhưng không quá lớn, đôi bên đã cần tìm cách để thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn, thay vì cứ trách móc và yêu cầu đối phương phải chú ý quan tâm đến mình mọi lúc mọi nơi. Ngay từ thứ hai đầu tuần đã có điểm báo họa phá tài, nếu bản mệnh không chú ý đề phòng thì khả năng cao con giáp này sẽ bị kẻ xấu lừa gạt về tiền bạc. Chớ nên tin người quá thái, đừng cả nể mà dám nói lời từ chối, bởi cuối cùng hậu quả chính bạn phải gánh chịu mà thôi. Hãy đọc ngay 7 sai lầm phong thủy khiến tài lộc của bạn hao tán. Tử vi cho người Ất Dậu là mình Thủy, đầu tuần có chuyện mất tiền. Tử vi cho tuổi Đinh Dậu là mình Hỏa, tình cảm thăng hoa rực rỡ. Tử vi cho tuổi Kỷ Dậu là mình Thổ, tin người thì hại mình. Tử vi cho tuổi Tân Dậu là mình Mộc, quý nhân phù trợ. Tử vi cho tuổi Quý Dậu là mình Kim, công việc ngày càng hanh thông. 11. Tử vi tuần mới cho người tuổi Tuất, từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 10 năm 2018. Trong tuần hung cát đan xen, thái tuế hung tinh nhập mệnh, người tuổi Tuất đi đứng cẩn thận để phòng họa lớn xảy ra. Ngoài ra, con giáp này cần lưu ý chăm sóc về sức khỏe cho mình thật tốt. Miền Bắc trời đang dần chuyển lạnh hơn, chớ nên vì thế mà để bệnh tật thắng mình nhé. Về đường tài lộc cực vượng, song từ cuối tuần mới là thời điểm thực sự khởi sắc, khi mà thiên tài mang đến cho con giáp này nhiều cơ hội kiếm tiền dễ dàng. Bản mệnh chỉ cần phát huy hết khả năng của mình, chịu thương chịu khó thì hoàn toàn có thể chiến thắng được những khó khăn phía trước hay chính bản thân mình. Về chuyện tình cảm cũng sẽ dần khởi sắc hơn, khi mà bản mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều chuyện về tiền bạc nữa. Nhưng con giáp này cũng nên thận trọng để không vì tiền bạc mà mình nhìn nhầm lòng người, để kẻ ham vật chất lừa gạt mình. Theo tử vi, thiên ấn xuất hiện trong vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này. Tuổi Tuất có những tham vọng của riêng mình mà không muốn phải nhờ cậy đến ai. Bản mệnh đang loay hoay xoay sở khá tốt, nắm bắt được những điểm ưu thế của mình mà không phải ai cũng biết được. Tử vi cho tuổi Giáp Tuất là mình Hỏa, không có nhiều lo lắng nữa. Tử vi cho tuổi Bính Tuất là mình Thổ, vẫn cần phải có bản sắc riêng của mình. Tử vi cho tuổi Mậu Tuất là mình Mộc, mối quan hệ tình cảm có nhiều cải thiện. Tử vi cho tuổi Canh Tuất là mình Kim, cuối tuần tài lộc vượng phát. Tử vi cho tuổi Nhâm Tuất là mình Thủy, nhớ phải đề phòng họa tiểu nhân. 12. Tử vi tuần mới cho người tuổi Hợi, từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 10 năm 2018. Xem tử vi hàng tuần, người tuổi Hợi đang phải đối mặt với hung vận khá lớn chuẩn bị ập tới. Con giáp này tuy được Bách Việt trợ đào hoa nhưng cũng chỉ vì giảm bớt những mâu thuẫn giữa hai người chứ chẳng thể nào khiến cho gương vỡ lại lành được. Với người độc thân thì Bách Việt mang tới nhiều cơ hội yêu đương cho con giáp này. Song có lẽ vấn đề do tài chính của người tuổi Hợi không xác định được chính xác điều mình muốn, không thể nói rõ được ai mới là người khiến trái tim mình rung động nên vẫn cứ cô đơn. Vì công việc không có nhiều may mắn lắm vào thời điểm đầu tuần, chính vì thế mà nếu có việc gì quan trọng thì bản mệnh nên chờ cuối tuần là hơn. Khi đó chính ấn tương hợp sẽ tạo thêm sức mạnh giúp cho bản mệnh hoàn thành được công việc của mình. Nhớ xem thêm tử vi hàng ngày để biết thêm chi tiết. Riêng về đường tài lộc thì vận trình của người tuổi Hợi thăng trầm bất định, không phải không có tiền về tay nhưng bản mệnh dễ mắc phải sai lầm mà họa phá tài, chẳng thể nào giữ nổi tiền bạc trong tay. Về thời điểm giữa tuần, hung vận lớn,
cần phải chú ý đề phòng tốt nhất, không nên quyết định các vấn đề tài chính vào thời điểm này. Tử vi cho tuổi Ất Hợi là mình hỏa, tiền bạc không giữ được trong tay. Tử vi cho tuổi Đinh Hợi là mình thổ, đầu tuần dễ mất tập trung. Tử vi cho tuổi Kỷ Hợi là mình mộc, cần phải tập trung toàn bộ sức lực vào việc mình làm. Tử vi cho tuổi Tân Hợi là mình kim, đầu tuần kinh doanh vô cùng thuận lợi. Tử vi cho tuổi Quý Hợi là mình thủy, đừng chờ đợi mà hãy chủ động. Trên đây là những phần luận giải về lá số tử vi của kênh Kiến Thức. Vậy rất mong muốn các bạn hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè để chiêm nghiệm tử vi này. Chủ đề tiếp theo của các bạn thích là gì? Hãy bình luận cho Kiến Thức về lá số tử vi nhé, hoặc like đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất, nóng nhất của kênh Kiến Thức. Rất chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được những ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Let it go.